theo kế hoạch, trong tháng 8 này, hãng Kia sẽ chính thức tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV hạng trung Sorento ở thị trường Hàn Quốc. Trước thời điểm đó, Kia Sorento 2024 liên tục bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc trong tình trạng không hề ngụy trang. Nhờ vậy, chúng ta có thể biết rõ thiết kế thực tế từ ngoài vào trong của mẫu SUV hạng trung này. Bước sang phiên bản 2024, mẫu SUV hạng trung bán chạy nhất tại Hàn Quốc được bổ sung một số trang bị nội thất mới. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn hình cong mới đặt nổi trên mặt táp lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Đây là trang bị đang dần được phổ cập trong đại gia đình Hyundai và Kia nhằm thể hiện ý tưởng thiết kế xuyên suốt không giới hạn. Màn hình cong này sẽ là trang bị tùy chọn ở các bản thấp và tiêu chuẩn ở bản cao. Chưa hết, Kia Sorento 2024 còn có cửa gió điều hòa trung tâm thu gọn lại và kéo dài trên mặt táp lô. Sự thay đổi này khiến màn hình của hệ thống điều hòa được chuyển xuống bên dưới. Trong khi đó, cửa gió điều hòa ở hai góc của mặt táp lô không còn thiết kế hai tầng như trước. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe có thêm hệ thống quét vân tay mới. Hệ thống này được dùng như phương pháp xác nhận danh tính của người lái khi khởi động máy hoặc thực hiện thanh toán đơn giản trên xe. Tương tự phiên bản cũ, Kia Sorento 2024 cũng được trang bị nội thất 3 hàng ghế với hai cấu hình 222 chỗ và 232 chỗ ngồi. Hàng ghế cuối của xe khá nhỏ và chật hẹp, chỉ phù hợp với trẻ em hoặc gập xuống để tăng thể tích khoang chứa đồ. Ngoài ra, các bản cao cấp của xe còn được bổ sung đèn báo rẽ tuần tự và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Ghế lái Ergo Motion với đệm hơi bên trong và nội thất bọc da lộn là trang bị tùy chọn của xe. Không chỉ nội thất mà ngoại thất của xe cũng được làm mới. Điều này thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Apparis United, tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Kia Seltis, Morning và EV9. Ở đầu xe, Kia Sorento 2023 được bổ sung cụm đèn pha LED nằm dọc mới, bao quanh, bằng dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Chưa hết, dải đèn LED định vị ban ngày của xe còn ăn sâu vào bên trong lưới tản nhiệt. Tiếp theo đó là lưới tản nhiệt mũi hổ cải tiến với mắt lưới mới sơn màu đen bóng. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió nằm dọc với kích thước nhỏ hơn phiên bản cũ. Ngay cả đèn sương mù và tấm ốp màu bạc dưới cản trước cũng được điều chỉnh thiết kế. Thay đổi tiếp theo của Kia Sorento 2024 nằm ở vành la răng mới. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành la răng 18 inch tiêu chuẩn và 20 inch tùy chọn. Riêng Kia Sorento Hybrid 2024 đi kèm vành có đường kính 17 inch và 18 inch. Trong khi đó, khu vực phía sau xe có thêm cụm đèn hậu nằm dọc mới, với tạo hình bản đồ sao bên trong. Hai dải đèn nằm dọc của đèn hậu không tách rời như trước mà nối liền với nhau. Trong khi đó, khe gió giả ở hai góc cản sau đã biến mất. Dưới cản sau có thêm ốp gầm màu bạc mới, tương tự cản trước. Hiện hãng Kia chưa công bố thông số động cơ của Sorento 2024. Tuy nhiên, xe được dự đoán là giữ nguyên động cơ cũ. Mẫu xe này hiện có 4 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng Smart Stream 2.5 MVI, máy dầu Smart Stream 2.2, Hybrid HEV và Plug-in Hybrid PHEV. Dự kiến, Kia Sorento 2024 sẽ ra mắt thị trường Hàn Quốc vào giữa tháng 8 này với 3 phiên bản máy xăng, máy dầu và Hybrid 4WD. Sau đó, sẽ đến lượt phiên bản Hybrid 2WD được bán ra. Giá bán của Kia Sorento 2024 vẫn còn là bí mật. Tuy nhiên, với những nâng cấp kể trên, mẫu SUV hạng trung này hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì sức hút ở thị trường nội địa. Trái với tình hình ở Việt Nam, tại Hàn Quốc, Kia Sorento là mẫu SUV hạng trung bán chạy nhất trong suốt 3 năm qua. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, người Hàn Quốc đã mua tổng cộng hơn 36.000 chiếc Kia Sorento. Thành tích của mẫu xe này thậm chí còn đe dọa của người anh em cùng tập đoàn là Hyundai Santa Fe. Chính vì Kia Sorento bán quá tốt, nên Hyundai đã phải gấp rút phát triển và tung ra Santa Fe thế hệ mới sớm hơn kế hoạch ban đầu.